Hello, xin chào tất cả anh em nha. Mình là Dương Khải Gaming đây. Hôm nay mình sẽ làm lại một clip Nam Blue bị ban lần thứ tư. Thử anh em thì nghĩ thử Nam Blue có hết hay không nha anh em. Mình thì cũng vừa mới đi ăn đám về, mình cũng hơi say say tí rồi. Nếu mà mình có sai sót gì anh em cứ thông cảm nha. Ok, giờ chúng ta xem clip đây. Đây rồi, đã xe luôn. Không biết tại sao ban lần thứ tư rồi. Bà mẹ quá tâm, bà bận ngày lần thứ tư, mẹ con mẹ rồi anh em ơi. Biết là như thế nào mà thấy ban thì chán thì thánh ban 2019 rồi. Này là thánh ban 2019 rồi anh em ơi. Anh cứu em đây. M24 nữa. Con dê quay hai thằng này cùng một team này. Đại bảo chân. Sao có MK 14 không bắn nhỉ? Mình cần phải ra. M416 ta. Của thằng này thêm tí nữa. Không biết tại sao lại bị ban nha anh em. Mình vẫn đang đặt câu hỏi rất là đặc biệt. Đây. À thằng 1 ST 1 1 kill 1 ST đây này. Mình không quan trọng là nữ hay nam đâu bạn ơi. Đối với mình những người mà sân si mình ghét hết. Chứ các bạn đừng nghĩ là nữ là phải nhẹ nhàng. Tùy từng người thôi. Đốc. Xin sắp rẻ tiền coi. Có thể cho mình xin một subscribe được không? Ôi ôi. Ui. Kinh vãi trưởng, tí nó bay đầu rồi. MK14 này lép ít sống sao không bắn nhỉ? What the hell. Đối với mình thì nữ hay nam gì cũng thế hết. Quý mình thì mình quý lại. Còn sân si với mình thì mình nói lại thế thôi. Bình đẳng. Từ đây, thằng này phát tap mini hơi kinh nữa này. Thằng này vẫn còn bò này, đậu xanh. Lag map rồi. Chết rồi. Ủa? Ủa chết. Đậu xanh. Ở đâu? Đậu xanh. Đậu xanh thành nóc rồi đó rồi bay. Nữa. Ui. Thằng cờ hó M24 này. Nãy giờ nó cứ khều mình ạ. Đây. Mình chờ mình đụt đầy máu đã. Tầm này chắc là mình phải chắc chắn giết được thằng này đã. Chơi đúng không? Nhưng mà bây giờ mình ra phát nó bắn vào đầu phát là mình oẳng luôn này. À đây. Đâu rồi? Mình tí cái hết mạng. Đây. Yes, thằng ốp chết rồi, thằng boy lạnh lùng chết rồi. Team của đây bên này còn. 58 giây vòng bo. Để xem hai thằng nhà xanh này chạy kiểu gì. Để tao xem bọn mày chạy kiểu gì đây. Đây một thằng bò đấy nữa này. Nó chết hết rồi, team này nó clear hết rồi. Cái team nhà xanh nó clear hết tất cả những thằng khác rồi. Mày thích đấu à? Một viên. Bắn đi. Nóc một. Nóc thằng 1 ST rồi. Thằng 1 ST nóc lần 2. Mọi người like share giùm mình đi cả nhà ơi. Bo cuối rồi, những bo cuối rồi. 6 giây nữa vòng bo rồi. Để xem nó chạy đường nào. Hai thằng cờ hó này. Một thằng bắn mini giảm thanh. Một thằng là tên là 1Q1ST. Để mình xem. À ném khói này. Anh em xem thử thì tại sao tí nữa Nam Blue lại bị ban lần 4 nha anh em. Mình cũng đang xem thôi. Anh em có gì cho ý kiến comment bên dưới video nha anh em. Kiểu vẫn gắng. Hôm nay là sao x4 rồi. Thằng này hay quá. Sao không sao x6 luôn nhỉ?
Những fan này thấy sống ngon mà. Bò này đau lắm rồi đấy. Rồi, mấy người chết bò hết rồi. Rồi, chết người bò luôn rồi. Rồi. Mẹ, thằng kia chết bò rồi. Một thằng bên này. Mình sẽ giết thằng này. Lệ đắng. X8. Ô quên lệ 6 ở đây chứ. Mấy thằng này bị Nam Blue bị Nam Blue gạt cái kiểu như bán điện thoại vậy ta. Ngơ ngáo thế nào vậy ta. Đây rồi. Rồi xong. MK X8. Vãi lên. Yes. Mọi người nhớ like share giúp mình nhé cả nhà ơi. MK nữa thì tốt. Có MK à, thiếu checkpad. Vẫn là thiếu checkpad. Không có checkpad thì nó hơi giật hơn thêm tí. Có checkpad thì nó ngon hơn. Đấy, Lamborghini đi luôn này. Còn 45 thằng. Map này thì tìm người mệt lắm. Vì map này rất là rộng. Nhưng mấy map kia thì khỏe. Map Sunhawk hay là map Erangel thì nó khỏe hơn. Vì nó bé, map này nó to quá. Đây. MK nào. Là phép ra MK nào. Chiu. 1249 là khẩu mình ghét nhất luôn. Đúng khẩu ghét nhất ạ. Lâu lắm thì không nhảy El Pozo rồi. Từ ngày xưa, lúc trước mình hay nhảy khu này đó. Ngày xưa mà trai hát danh A ấy là toàn là lên trên này hoặc là lên chỗ Campo Militar này này. Và dạo này cứ trường học thôi. Mới reset lại danh mà. Cao thủ với gà lẫn lộn nhau bắn sướng. Thiên tài KC kinh chưa? Đặt tên gắt chưa? Thiên tài KC ạ. Đây vào đây thăm các chú ở El Pozo tí này. Lâu lắm không về lại quê nhà rồi. Còn 41 thằng nó trốn ở đâu hết ta. Sinh nhật 1 tuổi của nó mà nó cho mình cái giáp 2 thì thôi nghỉ. Bạn trưởng sinh nhật của nó cho mình cái giáp 2 ạ. Thế thì chơi bời gì. Ui có ốp. Đây rồi. Đông thằng, à, thằng anh mon này, thằng ốp này. Giết rồi. Thằng ở đây. Thằng anh mon chết rồi, nó cầm ốp. Nó đi rồi. Cái này có bắn nhau này. Vãi lên toàn bot ra không vậy. Vãi lên thì chứ. Đăng ký. Thiên tài. Hết máu rồi. Thiên tài và ăn mon. Mình phải lấy ốp của thằng anh mon kia. Có bao giờ cầm ốp bánh đâu mà qua kiểu ốp gì xoáy một cái xới đi ông ơi. Cứu này. Thằng bên này. Thằng này có ốp này. Nó chắc là thằng bạn nó lấy rồi. Nhảy xuống rồi. Đây xong nhá. Chết. Hình như bên này vẫn còn người hay sao. Bên này vẫn còn bò hay sao. Chết rồi. Clear. Bây giờ mới clear. Hóa ra nó cứu nhau nãy giờ rồi ạ. Quá chán á. Rồi. Hehehehe.
Rồi, xong. Data head trend and you have a big disconnect. Hai, hai ơi. Lần 4 ạ. Lần 4 ạ. Để mình đăng nhập lại nick này ạ. Mọi người chờ mình tí nhá. Rồi, xong. 3650 ngày rồi anh em. 3650 ngày thêm. Vậy nữa để các bạn chờ tí để mình liên hệ cho Vina Game. Liên hệ Vina Game nữa đó. Ôi sao bị ban hoài vậy? Hay. Quá chán ạ. Quá chán. Ơ chế ui. Bắn M4 X6 bị ban, không dính đến MK. Mà mình bắn M4 thì quá đẳng cấp rồi. Để vào game chắc là rượt tí M4 nhỉ. Nãy mình bắn M4 bình thường mà bị ban nó không hiểu ạ. Đéo tin. Trong khi mình bắn rất bình thường. Các bạn chờ tí nhá, bên nó đang kiểm tra. Hello, xin chào tất cả anh em nha. Mình là Di Khải Gaming đây. Nếu anh em cảm thấy clip hay và thú vị nhớ cho mình một like và đăng ký cho này nha anh em. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để ủng hộ mình nha. Mong anh em sẽ ủng hộ mình nhiều nhiều. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều.